Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng với lại sư phụ Siro nha anh em. Đó, thì trong tập trước mình với lại anh Siro đã đi đánh boss rồi. Và xin giới thiệu anh em, sau lưng mình chính là anh Siro. Ủa rồi ổng đi đâu rồi? À quên, anh Siro ảnh đi, gọi là ảnh đi đi kiếm những cái gì đó, thật là gì ta, ảnh đi kiếm những cái gì đó thú vị ở trong cái con map này để cho ảnh dẫn mình đi anh em ơi, để mình có cái gì đó để mình quay clip rồi. Còn bây giờ thì mình đang ở nhà một mình và mình sẽ xây một cái nhà kho ở sau lưng đây nè, để mình làm một cái chỗ để mình để rương các bạn ạ. Tại vì mình đã hết hết chỗ để mình để rương rồi, rương mình đầy quá rồi. Nè mấy bạn coi nè, rương đầy vãi nồi luôn đó. Và anh Siro đã tặng cho mình một chiếc nhẫn đây các bạn coi nè, đây anh Siro không tặng cho mình hai chiếc nhẫn với lại một cái cọng dây chuyền các bạn ơi. Đó, mấy bạn biết như thế nào không? Thì thật ra là anh Siro đã cầu hôn mình các bạn ạ. Anh Siro đã cầu hôn mình cho nên là anh Siro là tặng cho mình hai chiếc nhẫn với cái cọng dây chuyền đó các bạn. Đó, mà khi mà mình đeo mấy chiếc nhẫn với cọng dây chuyền này vô á thì mình sẽ được thêm một tim nè, thêm một cái trái tim nữa nè, với lại một ít giáp nè các bạn thấy không? Đó. Vậy đâu? Chị anh. Anh kiếm được một cái cây đại cổ thụ em ơi. Đại cổ thụ. À, cái cây bự bự giống cây nấm đúng không? Đúng rồi. Ôi ơi, ở đâu vậy, cho em theo với. Ôi từ. Nó ở tọa độ bao nhiêu nhỉ? 810. 810 đúng không? Đúng rồi. 7810 hả? 810. Không, à ok. Không. Ôi tính ra cũng gần nha. Gần mà. 810 đúng không? Ok, em sẽ đi kiếm ở chỗ anh. Các bạn ơi, anh Rô mới kiếm được cây cổ thụ, mình sẽ đến chỗ anh Rô thử nha. 1 hour later. Cái này là cái gì, nhìn giống cái anten vậy? Ôi cái đầu của con xương nè. Ôi hồi nãy anh kiếm được một cái khu vực đặc biệt mà ta tự nhiên lại dành. Rô nhìn em nè, anh nhìn em nè. Hả? Gì vậy? Em đợi được cái đầu xương lên nè. Nhìn em nè. Nhìn bựa. Không biết không biết nó có tăng giáp cho mình không ta? Nhìn bựa vậy. Ok thôi em coi cái khung giáp coi. Coi khung giáp coi. Ôi nó tăng cho em một giáp anh ơi. Vậy luôn. Không, nửa giáp. Ok ngon. Được đã. Ê, ở bên đây có mấy con nai nè, đem giết thử mấy con nai coi được gì không nha. Ôi sao chạy hết rồi, thấy mình móc kiếm ra chạy hết rồi nè. Ê anh. Mấy con nai thấy người là chạy á. Không, nhìn nè. Ôi, chạy á mày chạy ra cho thoát. Mày chạy đi sao cho thoát. Mày chạy ra cho thoát. Được một cục thịt nai hình trái tim. Cái là tim nai em. Tim nai, à tim nai em tưởng cục thịt chứ. Ê Phong ơi, qua chỗ anh, em rồi. Đây nè, em đang tới nè. Ê anh, mấy con chó mình cho nó ở ngoài đi anh. Chứ cho mấy con chó vô sợ bị giết luôn quá. Ừ ok. Em thà là em chết chứ em không muốn để mấy con chó em chết đâu. Ngồi xuống đi mấy cưng. Đúng rồi. Đây. Có em này, cho em này. Đừng đi đâu. Ê, nha đây, ở đây còn nha. Một con em bên này, cho nó ngồi xuống. Rồi. Ủa chó anh ạ? Không, chó của em. Ok rồi, đi thôi. Mấy cái con ở đây nha. Ta đi đây. Nếu ta sống ta sẽ quay lại kiếm các con. Còn nếu ta chết thì cái con tự lo nha. Chặt thêm gỗ Phong ơi, chặt thêm gỗ. Ui cái gỗ đi to Phong ơi. Ui con gì dưới nước anh? Ôi con gì dưới nước nhìn ghê á. Mày người, mày người cá hả? Người cá người ta đẹp. Người cá ta là người nhìn đẹp lắm, còn mày người cá nhìn cái mặt mày xấu như chó. Cho em nghĩ lại, người cá trong đây không đẹp em. Người cá trong mob này không đẹp. Ờ con người cá kiểu sân bay đến nó bắt em đi luôn. Từ để coi cái gỗ này được bao nhiêu gỗ đây. Cây này bự thế. Chặt lâu nha. Ôi trời má, chặt lâu vậy được 14 cục gỗ đậu xanh. Ok. Cả. Trùng. Em sẽ mang cái hạt giống của cây này về trồng. Được. Em nghĩ cây này nó mập bự thế này. Ôi con người cá nó lại bên dưới. Ôi con người cá nó lên bờ đây. Con người cá lên bờ. Người cá lên bờ nè. Ôi mà con này yếu mà. Con cóc ở đây. Con cóc ở đây anh ơi. Em sợ cóc lắm ở đây. Em sợ cóc lắm. Cô em ở đây. Cô em ở đây. Con cóc. Em sợ cóc lắm ở đây. Em sợ cóc lắm. Em sợ thiệt anh ơi. Ngoài đời em cũng sợ cóc ở đây. Cô em ở đây. Em chạy ở đây. Đây. Anh dưới này, dưới này. Ôi anh bị hiệu ứng bay lên. Mày hả cóc rồi. Chết rồi. Chết cóc rồi. Ôi con quỷ cóc mất dậy. Nó làm em bị độc. Ôi zombie quăng xuống. Ồ. Em giáp rồi, con giáp rồi. Ui zombie quăng xuống. Ui zombie quăng xuống. Em mặc được giáp rồi nè. Phải được, em phải ăn vô đã.
Anh Ron còn gì ăn không? Em đói sắp chết rồi. Anh hết đồ ăn rồi, bây giờ anh đang ăn để anh giữ lên này. Ui anh Ron, máu anh đang giảm dần thôi. Ron, đừng chết nha anh. Đừng chết nha Ron. Đừng chết nha Ron. Em đừng có gõ anh nha, em đừng có gõ anh nha. Còn có máu máu đừng có gõ anh á. Không, em thấy máu anh giảm nhiều quá, anh có chết được không vậy? Không chết, còn một máu không chết, còn một máu không chết. Ok, mày quá. Người cá mà đã lên bờ được luôn, em cũng không biết nó là cái giống gì đó nè. À, cái cô thụ này sáng quá luôn á. Cái cô thụ hình như giống như một cái ngôi nhà luôn anh. Mình vô được hay sao á? Con gì vậy? Cóc sên nè. À, ốc sên. Cái cô thụ này hình như mình vô nhà được anh ơi. Ôi, nó có gì đây? Bít tông hả? Ui, nhà trong cây cổ thụ anh ơi. Ui, nhưng mà tối quá em ơi. À, anh đi vô, em đóng lại. Tí nữa mình hết đường mình chạy. Leo lên trên có gì không anh? Bắt cua. Bắt cua hả? Tại sao lại bắt cua ở trên đây? Ôi, nói gì chứ đến bắt cua là anh Rô là được rồi đó. Anh Rô thấy khoái khoái rồi. Ui, có rương nè anh. Có cái quần da. Cho em xin cái quần đi, em không có quần mặc. Lên trên tiếp được nè. Từ nãy giờ em tới chỗ. À dạ. Ôi creeper. Đánh nó không? Rồi, chết rồi. Lên tiếp. Ôi anh nghe cái tiếng của con boss nó cười cười nè mày. Đúng rồi, em nghe tiếng con gì cười ha ha nãy giờ nè. Cung nè. Ơi táo vàng nè không ơi. Táo vàng hả? Chị em xin anh ơi. Ai em cứ bên kia, để anh lấy qua nha. Không sao anh ơi, em an toàn lắm. Ôi, con gì đánh em anh ơi. Từ. Ôi, con gì đánh em, phải em rơi xuống đây luôn. Lên đây, cứ lên đây đi. Sau rồi đó. Nó vẫn còn giọng này nhé, Kìa, ơi, sao luôn. Ôi. Ây da. Ô, máu kem bụp luôn anh. Ui, em chết chưa? Chưa, em còn dưới đây, em còn sống. Ui, ghê vãi nồi. Táo vàng nè Phong. Nắm ăn được, đâu anh, táo vàng đâu. Đâu đó, anh ngồi xuống đó. Ăn một cái vô. Ok. Mày quá, có táo vàng. Xém chết. Lên đi em. Trên này rất là sáng luôn. Cho nên anh nghĩ là lên một xíu rồi tới chỗ con boss nè. Ồ, sáng rồi nè. Ờ, có nơi sáng sủa rồi nè. Ốc sên hả mày? Wow, ra đây đứng nhìn đẹp, cảnh đẹp em. Dạ, để em bắt cua qua. Ui, đẹp thật anh. Ui, đẹp thật anh nè, xanh lè xanh lét, không thấy gì luôn. Ui, đường cẩn thận. Ôi. Anh ơi, đừng có đứng gần con đó anh ơi, coi chừng. Rồi, xong rồi. Ôi, nó cứ bập liên tục luôn anh. Nghe cái poison của anh còn một phút mấy lần, đậu xanh. Đúng rồi, em bị chậm. Sao em chưa hấp thụ? Ôi, có nước không anh Rung? Có nước không? Em hết nước rồi. Nè, nhớ đặt qua lửa trước nha ba, Còn được có đóng nước. Ok. Ok, được rồi. Anh Rô, nhìn thấy em bựa. Bựa với nồi. Máu em kìa. Đúng rồi, máu em ít rồi, để cho nó, em phải uống nước chứ sao nó hấp. Giờ đi okay. Đường nào không? Hồi đầy máu rồi. Bên đây nè. Chúng ta đã hồi đầy máu thôi, bây giờ chúng ta sẽ lên trên cao hơn nữa. Đây, bên đây nè. Cầu thang. Bên kia cũng có một đường mà ta. Em ngán mấy cái bắt cua lắm luôn á. Leo hai đường cao. Nó lên một khu của ta. Hình như hai đường có lên gì một khu đó. Ui, một căn phòng thấy gì nè. Từ từ nha, cẩn thận nha. Trong đây có cái gì nhìn giống hệt cái ghế đó anh ơi. Mình ngồi ở đây đúng không? Em là đức vua. Ta chính là đức vua của cái cây cổ thụ này. Người dám phá ngay vàng của ta. Okay. Đem có bóng đèn này về. Hình như lên trên tiếp được Phong ơi. Ui, trong đây có gì nè? Gì không?
À không có gì hết, trong đây chỉ là một cái ống cây thôi, không có gì. Lên, mình còn lên chip chứ được không ta? Biết còn lên tiếp đâu không nhỉ? Thám hiểm. Ôi, bot. Con đó là thằng gió hả anh? Đúng rồi, thằng gió. Và hình như trên đây là không có bot rồi, trên đây không có bot rồi. Thằng gió yếu xìu ở gõ cho có búa chết queo rồi. Con này yếu nhưng mà kiểu khó đập em. Kiểu lâu nó bay vòng hoài à. Thần gió cho được. Ui, cái lông gà. Ừ. Lông gà đó giúp em có thể enchant đồ chạy nhanh lên. Ồ. Lông gà để enchant đồ. Sao giống The Forest vậy? Cũng tầm đó. Rồi xuống nó Phong. Em xuống dạ. Dưới, em xuống dưới để em múc nước. Ok bạn ơi, mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em muốn mình tiếp tục làm á, thì anh em đừng quên là hãy để lại cho mình một like nha. 3.000 like thì mình sẽ làm tiếp tục tập tiếp theo cho anh em xem nha. Mỗi bạn một like thôi là chắc chắn sẽ được 3.000 like mà đúng không nào? Đó. Và anh em đừng quên là đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, cùng với lại kênh YouTube của anh Siro nữa nha. Và qua bên kênh của các thành viên của Hero Team nữa để đăng ký ủng hộ cho mọi người luôn. Ok và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.